khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ giàu dĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Kính chào ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta bước vào mùa phục vụ mới, đó là mùa chay. Mùa chay kéo dài trong 40 ngày, từ hôm nay thứ tư lễ cho và cho đến thứ sáu tuần thánh. Trong mùa chay này, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt, sám hối, trở về với Chúa, thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Để cùng với Ngài, chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển. Chúng ta đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Trong sứ điệp mùa chay năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài mở đầu bằng lời mời gọi mỗi người chúng ta trở về với Chúa với tất cả tâm hồn của mình. Và Ngài suy niệm mùa chay này và mời gọi chúng ta cách đặc biệt chú ý đến mối tương quan của chúng ta với anh chị em của mình. Qua câu chuyện ông nhà giàu với người nghèo Lazaro trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 16. Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài nhấn mạnh rằng tha nhân anh chị em của chúng ta là một hồng phúc. Anh chị em của chúng ta và tha nhân là một phương thế để chúng ta sống đức tin. Và chúng ta thấy cách đặc biệt là mỗi khi mùa chay tới thì giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta sám hối và sống mùa chay một cách tích cực, không chỉ là ăn chay. Bởi vì chúng ta ăn chay thì chúng ta ăn một bữa no, bữa sáng và bữa tối có thể ăn nhẹ và không được ăn vặt. Mà trong mùa chay giáo hội chỉ buộc là có hai ngày ăn chay, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Ngoài việc kiêng thịt ra thì ăn chay chỉ có hai ngày đó thôi. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, như thế là không đủ và không đúng với lời mời gọi của hội thánh, lời mời gọi của Chúa. Trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra ba khía cạnh làm công việc bác ái, ăn chay và cầu nguyện. Mỗi khi mùa chay về, mỗi khi mùa chay tới, giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta sống mùa chay với ba khía cạnh này. Mối tương quan của chúng ta đối với anh chị em chúng ta, việc chúng ta hãm mình để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và chúng ta cầu nguyện bước vào mối tương quan với Chúa trong đời sống cầu nguyện.
Riêng năm nay, qua sứ điệp mùa tre, Đức Giáo Hoàng vì chủ trăn của giáo hội mời gọi chúng ta cách đặc biệt sám hối, làm mới lại mối tương quan của chúng ta với anh chị em của mình. Làm sao anh chị em của chúng ta tha nhân trở lên phương thế cho chúng ta được cứu độ. Tha nhân là niềm vui, tha nhân như là cánh cửa để chúng ta sống hạnh phúc, chứ không phải tha nhân là sự cản trở, là sự phiền hà. Và đôi khi chúng ta vẫn thấy điều đó ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự ý thức, lòng yêu mến để chúng ta sống mùa chay này với tất cả lòng nhiệt thành, với tất cả sự cố gắng quay trở về với Chúa, sám hối cách đặc biệt là trong khía cạnh đối với anh chị em của mình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Xin mẹ Maria đồng hành với chúng ta trong mùa tre thánh này. Cảm ơn ông bà và anh chị em.